Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ân điển tuyệt vời của Chúa Giêsu đến với những con người hư mất. Nhờ nó mà chính tôi lại được ân xá. Thật tuyệt vời, trước ân điển không gì sánh được. Sâu hơn biển, cao hơn núi, rộng hơn những vi phạm của tôi, lớn hơn tất cả tội lỗi và sự xấu hổ của tôi. Hãy tôn vinh danh Đức Chúa Giêsu, hãy ngợi khen ơn Giêsu cao lắm thay.